cảm giác thấy rất là hạnh phúc vì mình là một giáo viên. Cảm giác cũng thấy rất là hạnh phúc. Không biết dùng từ gì cả. Bản thân mình người khi làm giáo viên thì luôn luôn có một cái dòng suy nghĩ đấy là học sinh của mình ngày mai nó sẽ lớn. Và mình là người có trách nhiệm, không phải là chỉ dạy cho các em một số kiến thức cơ bản bây giờ, mà là mình đang trang bị cho những cái thế hệ gọi là trụ cột của nước nhà. Thì họ chính là tương lai của đất nước. Những học sinh hôm nay như thế nào thì tương lai của đất nước sẽ là như vậy. Mình luôn có một cái suy nghĩ rằng là mình đang dạy cho những học sinh của những năm dài dài sau nữa, những người thế hệ tương lai. Thì cảm giác khi đấy mình nghĩ không phải là mình mà tất cả các giáo viên cũng phải đồng hành, và đặc biệt là phải có một suy nghĩ tự hào vì mình chính là những con người khơi mầm, và đặc biệt là những con người có thể góp phần để cho cái thế hệ tương lai đó tốt đẹp hơn, và đặc biệt là những con người của tương lai đó là những con người thực sự có ích để giúp đỡ và phát triển cho đất nước cũng như nhân loại thôi.